Ngày xưa lúc mình còn bé, cô giáo mình có một bộ truyện rất là hay. Bộ truyện đó có tên là Inuyasha. Nhưng sau một thời gian, cô giáo của mình đã mất dạy. Do tuổi của cô đã lớn nên cô đã quyết định về hưu nên cô đã mất dạy. Từ đó mình không còn được đọc Inuyasha nữa. Tuy nhiên, hôm nay mình được biết tin có một game mang tên là Inuyasha. Bản quyền Nhật Bản đã về với Việt Nam nên mình rất là háo hức muốn chơi nó để mình được quay trở về tuổi thơ cùng với cô giáo mất dạy của mình. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một tựa game mang tên là Inuyasha. Thì mình nghe nói là cái game này nó vừa mới về Việt Nam và bản quyền nguyên tác đến từ Nhật Bản luôn. Vì thế mà hôm nay là chúng ta có cơ hội được chơi cái tựa game này. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi ở server mới nhất. Thì mình nghe đồn lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay thì nó vừa mới ra một server S5. Thì server S5 có tên là Midoriko. Hồi bé mình cũng rất là thích đọc truyện Inuyasha, tuy nhiên là sau một khoảng thời gian nó cực kỳ dài rồi, bây giờ mình cũng không có nhớ nhiều về cái bộ truyện này nữa. Vì thế mà hôm nay mình sẽ chơi để tìm lại một cái cảm giác ngày xưa, ngày thơ bé của mình. Và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên ấn like và share. Bạn nào muốn chơi thì hãy tải nó về. Mình phần tải video, à phần tải game này mình có để ở dưới description. Các bạn có thể tải về và chơi chung với mình nha. Mình chơi ở server 5. Bạn nào muốn gặp mình thì có thể qua server 5 để chơi chung với mình. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào game nha. Ở đây chúng ta có hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là kimono. Nhân vật thứ hai là một loại áo nữa. Mình không biết loại áo gì đây. Áo hồng hay là áo xanh nha. Mình sẽ chọn nhân vật nữ nha. Mình sẽ đặt tên là Vũ Lít. Nhiều không? Như là ở đây. Sao mình không xóa được? Và mình sẽ đặt bừa tên đi. Nó hình như nó không cho mình đặt tên các bạn ạ. À đây rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tên như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào game để khám phá cái tựa game này như nào. Đây là cốt truyện à? Có được cái này ta sẽ trở thành yêu quái hoàn toàn. Đừng hòng Inuyasha. Fuck. What the fuck. Vừa vào nhân vật chính chết luôn à? Hình như là Inuyasha là nhân vật bán yêu nửa người nửa yêu tinh hay sao á. Để ngọc tứ hồn hỏa thiêu cùng thân thể ta, ta phải mang ngọc tứ hồn. 500 năm sau Kiyo tái sinh, thánh cô học sinh trung học Kagome. Đây là bên trong giếng cổ sao? Con này là con rồng hay con rết đấy? Ngọc tứ hồn trong tay người đúng không? Mau đưa nó ra. Tôi không biết nó là gì hết. Tệ quá, cái thứ lăm chân đó không đối phó nổi hả? Inuyasha hồi trước mình đọc rồi, Inuyasha là máu me ghê lắm, giết người kinh á. Ew. What the hell? Ở game ở đây chiến thôi anh em ơi. Đây là nhân vật chibi các bạn ạ. Và mình nghe nói là trong cái tựa game ấy nó có hơn 150 loại nhân vật cơ. Rất là nhiều, cho nên là cực kỳ tuyệt vời luôn. Tại cho những bạn nào mà ghét cái sự nhàm chán thì chỉ chơi đi chơi lại vài con tướng thôi đấy. Thì ở đây có tới hơn 150 tướng, tha hồ mà chơi nhá. Ok. Chờ, cái chibi nhìn dễ thương quá. Anh rảnh mà giới thiệu màu dưới. Tiêu diệt phụ yêu rết. Yêu rết sảng khoái, thân tràn đầy yêu lực. Ủa cái tay nó bị cái gì này các bạn ơi? Tay cụt của ta. Ui, gì đấy, vừa vào tự đánh nhỉ? Ủa, cái gì sao mụ ta lại mạnh như vậy?
He, sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn quá là lợi hại. Ôi, nó đập cái thằng Inuyasha nửa cây luôn, mình không mất giọt nào luôn. Ui, nó hóa điên rồi. Nó hóa thành cái thành cái con gì giống trong Naruto này. Khi đầy nộ, hãy nhấp vào Ava tướng để thực hiện kỹ năng. Ui, bốn thằng đánh một lúc luôn, vãi. Tên này đúng là mạnh thật. Giỡn sao, nát bét rồi vẫn còn cử động. Có lẽ là do Ngọc Tứ Hồn. Nếu không lấy Ngọc Tứ Hồn ra thì Ngọc Tứ Hồn thì phải nhỉ, yêu quái sẽ tái sinh. À thấy rồi, đằng kia. Sự lâu quá mình không đọc Inuyasha cho nên bây giờ mình cũng không kiểu nhớ lắm. Thế nhưng là mình nhớ là như kiểu đánh mấy con quái vật để đi kiếm Ngọc Tứ Hồn đấy. Mà Tứ Hồn phải Tứ Hồn. Rồi bắn cái chúng luôn. Ngọc Tứ Hồn đấy. Ngọc Tứ Hồn rơi trong đấy. Như là bọn yêu quái nhỏ nhỏ thu thập vào, xong bây giờ mình phải đi thu thập lại. Mình giết chúng nó mình thu thập hay sao. Đấy. Rồi đúng rồi. Này, tên pháp sư khả nghi kia. Sao người lại xuất hiện ở thôn đây? Khả nghi. Rồi tay nhọn như người mới đáng ngờ đó. Cái gì đấy? Thôn dân nữ? What the fuck? Chuyện gì xảy ra với dân làng à? Nhấp nút mạo hiểm để vào phụ bản nha. Ok, nhấp nút mạo hiểm để vào phụ bản nha. Cái giọng ở đây người ta có thể hướng dẫn cho mình bằng tiếng Việt luôn. Nhà thích không? Nhấp vào chiến đấu để vào ai? Đó. Chết mẹ, sao đánh nhau với dân làng này? Từ chết mẹ vừa vào bắt đánh người dân làng rồi vậy. À bọn này bị yêu khí hiệu. Thằng Inuyasha nó chặt phát chết hai con luôn. Thôi. Cái này đúng chất là sát gái đấy các bạn ạ. Giết gái. Inuyasha thật là sát gái. Không có nương tay đâu nhé. Bọn họ chỉ là những con rối bị giật dây. Mưa à? Người suýt bị họ chém từ đây. Cậu vẫn chưa rõ sao, Inuyasha. Nếu không đánh bại thì phía sau thao túng họ. Cẩn thận, dân làng lại tấn công rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm kẻ giật dây phía sau. Ok, mình ấn vào đây là mình sẽ nhận được quà nhá. Sau mỗi lần đánh ải thì mình sẽ được quà. Chào mừng bạn đến với game Inuyasha. Nhấp vào đây để đến đền triệu hồi nhé. Nhấp vào đây để đến đền triệu hồi. Ok, đền triệu hồi. À, cái này mình có thể miễn phí này. Miễn phí ra một cái con tướng lam hoặc cam. Bên đây là lục hoặc cam. Bên đây là cùi nhất chắc luôn. Mỏng cánh là cùi nhất. Túc mệnh nhì. Còn linh hồn chắc là cao nhất này. Từ tím đến cam. Cái này cơ hội là ra lam hoặc ra cam này. Ra gì đấy? Quá, tướng lợi hại nha. Bun ra. Hãy nhấp nút tắt nào. Nghe như Bulma trong bởi vì Ngọc Rồng. Ok rồi. Bạn hãy chọn vị trí trống nhé. Ok, mình có thể thêm thằng hãy cho tướng ra lại vào. Trận nào. Hãy nhấp nút tắt. Ngon. Rồi, chúng ta tiếp tục chiến lên 4.000 năm rồi, top 1 server rồi. Đâu xem top đâu nhỉ? Hình như phải lên cao lên xem top đó các bạn ạ. Ok. Bây giờ sẽ đánh thêm cái phô bản nó xem nó thế nào nhá. Úi rồi. Cái này tự động đánh luôn, sướng nhỉ? Nếu các bạn không muốn tự động đánh ấy, thì các bạn thể hủy ủy thác. Rồi, xong có yêu hồ luôn. Hủy ủy thác. Để như kiểu là mình dùng nộ nó dễ hơn đấy. Nhưng mà thôi, lười quá. Để ủy thác cho nó lành. Đây, ải thứ 3 đây rồi. Chúng ta đến cái ải thứ 3, xem ải thứ 3 gì nào. Cái nào đấy, what the fuck? Toi rồi, Inuyasha. Chạy mau. Tóc này. Ừ, con này nhìn ghê quá. Con Izu mua được con lồng nữa nhỉ? Nghe như Izu Min trong Liên Minh Huyền Thoại. What the fuck? Con này to thế. Rồi, nộ, nộ. Ngon. Rồi. Cũng khá đấy, nhưng ta đã sở hữu Ngọc Tứ Hồn. Ta tạm thời... Đấy, con này nhặt được rồi nè. Đấy, con đầu tiên nhặt được rồi nè. Con nó té rồi. Đứng lại. Nó thoát rồi. Phải tìm Inuyasha và bà Keadea mới được. Tên yêu quái đó giữ Ngọc Tứ Hồn, nhất định phải lấy lại. Trời ơi, rồi bây giờ mình phải đi truy tìm Ngọc Tứ Hồn này các bạn ơi. Ok, ok bạn. Nhấp vào đây. Ok.
gen này, các thứ vào làm dự đặt ngay để đặt hết răng. Đặt ngay đấy để đặt hết vào. Hoàn thành. Còn được cái gì nào? Ok, được cái gì đấy? Xe ô gen. Trang bị này xem. Đội. Trang bị vào cho nhân vật. Trang bị nhanh. Tiện nhỉ? Cái này chỉ cần trang bị nhanh xong cường hóa nhanh là xong. Wow, kích hoạt ghê rồi nha. Ok, cái này có cường hóa nhanh không? Rồi xong. Cái này có cái gì làm nhanh cũng sướng. Ok. Phải đánh thôn dân. Rồi. Chỉ vũ lít cũng sát gãi phết đấy nhỉ. Đạo linh. What the fuck. One hit. Những người xa cũng tìm được các cậu. Lại là ngươi Kagome. Nói mục tiêu của Ura là bọn ta. Liên quan gì đến ngươi? Chúng ta cần lấy lại mảnh tứ hồn mà đã trộm. À, rồi bây giờ phải đánh con đấy hay sao ấy. À, thằng này cuối cùng nó đã hiểu ra lý do rồi. Mình thấy tóc phát sáng, chỉ cần đi theo hướng của đám tóc phát sáng nhất định sẽ tìm được Ura. Rồi mình sẽ đi tìm Ura để tiêu diệt nó, lấy lại mảnh tứ hồn nhé. Cái này nó khá là như nó khá là giống cốt truyện ngày xưa hay sao các bạn ạ? Khá là giống, chơi khá là phê hả? Gia nhập công hội sẽ đi tìm kho vàng, mọi người đi theo sợi tóc phát sáng. Quả cầu tóc. Đây là sao huyệt của Ura sao. Ui ôi, chỗ này giống chỗ của yêu tinh nhân nhện vãi. Xin tập hợp được con mồi đẹp chưa? Ngươi là Inuyasha sao? Yêu con Yuza này. Gì ra vậy? Đúng rồi đó, Inuyasha là bán yêu. Thằng này nó hình như nó có ngọc tứ hồn, nó sẽ trở thành yêu tinh hoàn thiện hay sao á? Xem cái chuyện này ngày xưa, xem chuyện này chém giết ghê lắm. Giáp trừ mình là pháp sư kém quái các bạn. Khốn nạn. Okay. Rồi, đến lúc mà mình tiêu diệt rồi. Đây có hai con bạch cốt tinh này. Manihu chết. Ui, sao mình chém mạnh thế nhỉ? Đồ chưa có mà chém mạnh phết, mạnh như Inuyasha. Ủa sao nó lại ra thêm con quỷ xương này, nhiều này. Ôi mà đội của mình đánh ghê quá à. Cứng đầu quá nha. Sao thằng Inuyasha lại yếu vậy? Rồi, đứt luôn. Bất tử. Tiếp chiêu nào, rồi. Cái gì? Là sao? Mình không hiểu cái gì xảy ra luôn. Chính là cái này. Tóc từ đầu lâu đỏ này mà ra nối liền vào cái tay của Yura. Rắc. What? Rồi tan biến. À, cái này giống như kiểu Voldemort ở trong Harry Potter các bạn ạ. Nó chuyển trường sinh linh giá một cái thứ gì đó, sau khi đập chết cái thứ đó thì nó sẽ chết. Hay phết. Chạy hiểu gì. Ok, qua màn luôn. Trên đường Tầm Ngọc, nơi hoang dã, thiếu gia Sesomaru. Chuyện gì? Inuyasha, đừng khiến ta phải nhớ tên bạn yêu đáng ghét đó. Hãy tha thứ cho tôi. Tên này xem như đã chết. Nghe bảo đã bị Kikyo phong ấn 50 năm trước. Thuộc hạ nghe nói phong ấn đã được giải trừ. Đã giải trừ à? Mình hoàn thành chương 1 rồi. Mình quay về chương 1 để xem nào. Chương 1. Đây phải chơi tiếp chương 2 luôn à. Ok. Level 10 thì mình có thể tăng thêm một số thứ nữa. Bỏ chết. Kìa ông này là... Như ông này bé xíu rồi phải. Như đọc chuyện ông này bé xíu à. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ta là Mioza, tùy tùng của cha Inuyasha. Inuyasha hiện đang gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Giờ đang ở đâu? Sesumaru đã bắt Inuyasha, hãy mau đến cứu Yuza. Mảnh ngọc tứ hồn không thể rơi vào tay của yêu quái. Sashimi. Ui, hai con Sashimi. Sashimi là con một mắt, quái vật một mắt à? Hầu như là trong cái chuyện Inuyasha toàn là mấy con quái vật không vậy ạ? Sao cái ông này nhỏ lắm, sao bây giờ to nhỉ? Ông này nhoi vãi. Ui, mạnh thế chứ. Vãi cả lồng, mình đánh có 60 máu, ông đánh mười mấy nghìn. Đấy. Ui. Mình chưa đụng tay đụng chân gì ông giết hết rồi. Ghê vồn. Ôi giời, có một cái hải tinh anh ở đây các bạn ơi.
Đó. Yoki ấy. Nộ 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 đấy rồi, nộ luôn. Cái thằng Bunza không biết nộ là cái gì đâu. Xong luôn rồi. Mạnh quá các bạn ơi, mình mạnh ghê. Không biết mấy cái đá hồn mấy đá đột phá để làm gì. Nên là chúng ta cứ phải chơi dần để chúng ta tìm hiểu được. Bây giờ chơi game này cuốn vào. Càng chơi càng muốn chơi thêm. Càng chơi càng muốn là khám phá thêm X10. À, mấy cái đá này, mấy cái này để nâng cấp mấy cái này các bạn ạ. Nâng cấp tư chất lên. Ok, fine. Game này có nhiều tướng lắm, theo hồ chơi. Mình có thể nhặt đồ ở đây ạ. Sao dân làng bị xúc nhiều quá nhở? Dân làng bị chi phối nhiều quá. Úi dồi. Game này đồ họa khá là đẹp các bạn ạ. Không biết nhưng mà đây là với một cái game điện thoại thì đồ họa này khá là tuyệt vời. Khá là ok. So với những gì mà mình gọi là mong đợi rồi. Này là quá là ok rồi. Cái này có cả tự đi ái quét mánh nha. Từ về làng nữa nào. Lại phải đánh tiếp. Inuyasha, những ảo ảnh này đều do vô nữ tạo ra. Mau tỉnh đi. Hắc chân châu ở mắt phải. Thảo nào một nơi thấy mà không thấy. Người chữ mộ chính thức không nhận ra. Không hay rồi. Setsumaru đã biết cách đến ngôi mộ của lão gia rồi. Hắn nhất định sẽ cướp thanh bảo kiếm. Mấy người mau đánh thức Inuyasha để tôi đối phó với vô nữ. Vô nữ. Ủa, gì này? Ngu Honna, con này không có mắt, không có mặt luôn các bạn ạ. Ghê vãi. Chiều cuối hết cho tao. Rồi có hạn. Mà bọn quái này yếu ghê luôn đấy. Đánh một phát chết. Chắc Setsumaru đã thông qua Hắc Chân Châu để đến mộ của lão già. Kagome trong đó nguy hiểm lắm. Cứ ở ngoài này đợi. Còn chân chờ gì nữa. Muốn vô thì vô lẹ lên. Này, Setsumaru đang ở trong đó. Rồi. Đóng. Okay. Chức năng đột phá mở rồi nha. Mở thêm một chức năng nữa mang tên là đột phá này các bạn. Ok, mình có thể vào phần đội này nè. Bồi dưỡng. Đột phá. Rồi, ngon. Nhân vật chính đã có thể một lần tấn công 3 kẻ địch rồi. Ồ. Mau thử xem. Mục tiêu kỹ năng nộ từ 1 thành 3 ngẫu nhiên. Ngon chưa, ngon chưa. Cái này sau khi mà mình học thêm cái mình có thể đánh một phát 3 thằng nộ luôn. Mọi người được vượt qua kết giới. Đã đến được mộ của cha Inuyasha. Cái này nó đi bám theo cốt truyện đúng không các bạn? Bộ xương lớn này là của cha Inuyasha. Của bố của thằng Inuyasha to thế. Quái vật chính gốc đấy. Setsumaru đến đây là để đoạt thanh kiếm cất giấu. Kiếm này được tự tạo ra của răng của lão già. Setsumaru có được nó xem như là kế thừa sức mạnh của lão già. Của bạo bố của Inuyasha to thế à? Ta nhất định sẽ giết người. Ủa, trong xác của bố thằng này toàn xương mới vãi. Sợ vậy. No. Nổ 3 người một lúc này các bạn. Đó, ghê chưa. Hai đứa một lúc luôn. Cân 2. Đó, chiến thắng. Rồi, tới một map tiếng Anh nữa. Ok. Mộ huyệt của lão gia thật lớn. Lại còn phong ấn cả thanh đao này. Inuyasha, mau rút thiết toái nha ra để cầm chân Setsumaru. Hình như là Inuyasha cũng có một cái thanh kiếm của bố của nó hay sao ấy đúng không ta? Cái thanh đao của nó cầm là đến từ răng của bố nó hay gì nhỉ? Ừ, thiết toái nha là của ta, ra kẹt. Giao cho người đó. Hãy để tôi đưa ra Setsumaru. Ông cầm gì đấy? Ông này cầm cái... À đúng rồi, ông này là cái con lính của cái ông của cái thằng Setsumaru là ông này có một cái thanh kiếm hình cái đầu ông già này đúng rồi. Hồi trước mình có đọc mình biết. Nhưng mà mình nhớ là cái thằng Setsumaru đâu có ghét Inuyasha lắm đâu ta. Rồi, được con lợn này, không hiểu con lợn này nó có mạnh không. Kìa yeah, được con lợn này. Đã mở tính năng mới này. Ok, đến boss rồi. Rồi. Đây là ngôi làng có rất là nhiều thứ hay ho nhá. Chúng ta có thể tìm hiểu sau. Bây giờ mình muốn đánh con boss để xem thế nào. Bắt tầm ngọc rồi. Đây. À cái tầm ngọc này hồi xưa bạn nào mà có chơi chân long dáng thế hay là mấy cái ngọa long sẽ biết cái này. Đấy, mình sẽ tầm ngọc để kiếm mấy cái đồ này. Đó. Cả trong vua hải tặc cũng có cái này này. Cứ tầm ngọc xong rồi đi kiếm được mấy cái đồ linh tinh này. Đấy, một ngày thì mình có thể tầm được mấy lần đây này. Mình không muốn tầm ngọc nữa, mình muốn đọc mạo hiểm tiếp. Mình muốn đánh boss. Đó. Chơi boss nhá. Đấu chiến.
Đây là cái ông thầy đạo, thầy pháp này. Inuyasha rút thiết toái nha ra màu. Rồi đánh Setsumaru rồi. Trò hề nên kết thúc rồi. Buồn nó bố kìa. Đau phết đấy. Ba sợ quá gì. Cái ông này ông Moza mạnh lắm. Ô như Inuyasha mạnh hơn cái thằng Setsumaru hay sao á. Ông mang thiết toái nha đi. Rốt cuộc ngươi có rút được tiếp khoai nhà không để ta xem nào. Ui vãi. Rồi nó má trao rồi. Đúng rồi, đây là cái hình dạng thật của cái thằng này nè. Chọc không được rồi. Chiến rồi. Chém nó cái mắt nó kìa. Các bạn nhìn cái mặt nó kìa. Như phê thuốc. Ủa. Rồi. Rồi. Gục luôn. Rẹt rẹt rẹt. Đây là thiết toái nha. Ủa chặt cút tay. Tiếng người về trời nhưng mà không chết đâu. Phụ thân để lại di vật hữu dụng này, ta tuyệt đối không để nó vào tay kẻ khác. Không chết được, cái thằng đấy không chết được. Thằng đấy mình biết mà, thằng đấy tồn tại. Hồi trước mình xem tập mười mấy mình vẫn thấy còn sống mà. Đây mới tập 1 chứ gì đã chết ra được. Mới chỉ đánh lui thôi bạn thấy chưa. Kagome à, món này ngon quá. Chỉ có cậu mới ăn ngon lành ở một nơi thế này thôi. Ừ, ít ra cũng phải tìm nơi có thác nước hoặc là hoa đẹp để thưởng thức bữa trưa chứ. Nghe nói nơi Kagome ở đó có rất nhiều phương tiện độc đáo. Nhìn chiếc xe đạp thôi mà ta cũng đã ngạc nhiên rồi. Ừ, sao thế? Đột nhiên trời bỗng tối vậy. Cho gì đấy? Ok, thì tạm thời mình chơi như thế vậy thôi nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì các bạn đừng quên bỏ lại một like. Và đừng quên ủng hộ mình bằng việc chia sẻ. Nếu các bạn muốn mình làm tập tiếp theo thì các bạn đừng quên comment ở phía dưới. Bạn nào muốn chơi chung server với mình thì các bạn có thể tải game ở phía dưới phần description. Chúng ta sẽ cùng chơi và cùng tìm hiểu xem cái cốt truyện này nó sẽ kéo dài tới đâu. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau của Inuyasha nếu mà mọi người thích. Bye bye.